Xin chào các bạn. Như các bạn đã biết thì băng cassette nó gắn liền với những kỷ niệm của thế hệ 8X. Và tuy nhiên ngày nay thì với cái sự phát triển của Internet và hiện đại hóa thì băng cassette hiện nay đã dần dần biến mất đi. Dạo gần đây thì thú chơi đài cổ hay là nghe băng cassette đã quay trở lại. Nếu như các bạn đang phân vân không biết nên tìm mua những cái cuộn băng cassette hay là băng cassette trắng ở trên thị trường ở chỗ nào thì các bạn có thể liên hệ ngay tới Xuân Nhật Việt theo số điện thoại 0983 131 528. Ở Xuân Nhật Việt thì có một số cái loại băng cassette trắng Marcel và nó là loại ghi băng cassette bình thường, loại 1 60 phút hoặc là loại 1 90 phút hoặc là loại 1 120 phút. Nếu như các bạn đang tìm những cái cuộn băng cassette trắng để có thể tặng cho ông bà bố mẹ của mình, giúp họ có thể ôn lại những cái bài nhạc hoài niệm xưa thì các bạn có thể liên hệ ngay tới Xuất Nhật Việt. Những đặc điểm của băng cassette trắng tại Xuất Nhật Việt đó là nó đều có chất lượng cao và được sản xuất tại Nhật Bản, phục vụ cho việc ghi âm chất lượng cao. Và đây là những cái mặt hàng phân phối chính hãng, sợi băng được sản xuất tại Nhật và dây chuyền lắp ráp thì khá là hiện đại. Những cuộn băng này thì đều được thiết kế tối ưu để có thể ghi âm đa phương tiện. Âm thanh trong trẻo của nó sẽ được tận dụng trong sao ghi nhạc và các cái ứng dụng âm thanh chuyên nghiệp khác. Những cuộn băng này thì được thiết kế phục vụ cho việc ghi băng thường xuyên với tuổi thọ cao. Ngoài băng cassette ra thì các bạn có thể liên hệ tới Shop Nhật Việt để có thể tìm một số những cái loại đầu máy cassette hay là đài cổ mà có thể là ở trên thị trường có duy nhất 1 đến 2 chiếc thôi và chúng ta cũng không thể tìm mua được ở thị trường Việt Nam và chúng ta chỉ có thể tìm mua ở thị trường Nhật Bản. Và một số cái lưu ý của mình dành cho các bạn để có thể bảo quản băng cassette đó là chúng ta sẽ bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, tránh nhiệt độ cao. Chúng ta cũng không nên tua băng thường xuyên và không dùng tay chạm vào cái phần dây băng từ bên trong. Để băng được vận hành một cách tốt nhất thì các bạn cũng không nên thu âm chồng chéo quá nhiều lần trên một băng. Nó sẽ gây ra cái hiện tượng loạn dữ liệu hoặc là không thể ghi âm. Shop Nhật Việt sẽ ship hàng toàn quốc cho các bạn nên các bạn có thể liên hệ ngay tới Shop Nhật Việt để biết được cái cách thức mua hàng và đặt hàng tại shop mình nhé. Video của mình xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào các bạn.